Máy bay quay đầu, Kim Kardashian ăn sinh nhật tại tiệm hamburger. Do gió mạnh, phi cơ không thể hạ cánh nên Kim Kardashian phải từ bỏ ý định tổ chức sinh nhật tuổi 42 tại nhà hàng sang trọng và xem đêm nhạc của user. Theo trang Basic, ngày 23 tháng 10, Kim Kardashian tổ chức sinh nhật tuổi 42 ở một tiệm hamburger tại thành phố Los Angeles. Trước đó, minh tinh dự định tham dự buổi hòa nhạc của user và ăn tối tại nhà hàng Carbon, song do thời tiết xấu, cô buộc phải thay đổi kế hoạch. Nguồn tin cho biết Kardashian bay đến Sin City bằng phi cơ riêng trị giá 72 triệu USD của Kylie Jenner. Tuy nhiên, phi công đã không thể hạ cánh vì gió giật lên tới 60 dặm mỗi giờ. Kardashian đăng trên Instagram, máy bay không thể hạ cánh bởi gió mạnh quá. Do vậy, tôi đành hủy bỏ bữa tiệc tại Carbon và buổi hòa nhạc của user. Chúng tôi đang trở về nhà. Sau khi hạ cánh tại Los Angeles, Kim Kardashian cùng chị gái Khloe Kardashian và nhóm quay phim đã đến một cửa hàng đồ ăn nhanh để mua hamburger và khoai tây chiên. Chúng tôi ghé vào đó vì không thể dùng bữa tại Carbon, Kim thông báo với người hâm mộ trên Instagram. Người đẹp mặc bộ trang phục giống với bộ đồ cô từng mặc tại buổi tiệc Halloween Aaliyah năm 2017, áo bikini bạc và chiếc quần dài cùng tông. Kim cho biết cô phải mặc đồ che kín mặt trước khi bước vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Sau đó, nhà sáng lập Skims quấn thêm khăn lông vũ trắng quanh cổ khi gọi đồ. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Kim Kardashian cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật với bạn bè và người thân tại California. Nữ minh tinh thu hút sự chú ý với bộ đầm mỏng lộ nội y. Tham dự buổi tiệc có siêu mẫu Kendall Jenner, chị gái Kourtney Kardashian và chồng rocker Travis Barker. Kris Jenner, mẹ của Kim, cũng có mặt. Bà đi cùng người tình kém 25 tuổi, Corey Gamble.